Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay lại với nội dung tiếp theo trên kênh Tài TV. Hiện tại thì Ước đang có mặt tại nhà em Hồ. Hôm nay là vào đây để thanh toán cái tiền vật liệu với cả tiền làm cửa cho nhà em Hồ. Xin chào. Ngồi chân đau như thế cả. Vâng, hôm nào đi khám về một thuốc về uống cũng đỡ. Đi làm viện nhưng mà con vừa mới làm viện được tuần về. Con cũng đi viện. Con bị con tiêm covid ở nhà trường ấy. Trường chính ấy, xong là bị yếu với lại sốt cao, xong là cô giáo gọi điện đi đón về, xong là sáng hôm sau tối hôm đấy là thấy sưng mặt lên, sưng hết cả người, xong là đưa đi viện. Đưa đi viện được mấy ngày? Được 8 ngày. Bây giờ đỡ rồi gì? Cũng chưa đỡ đâu, nó hẹn 13 đi khám lại, bị suy thận mà. Bị gì? Suy thận. Suy thận á? Tiêm covid xong là bị luôn. Ôi dồi ôi. Đứa con lớn à? Đứa con của vợ bây giờ ấy, đứa con thứ ba ấy, học lớp 4. Đâu đứa nào? Nó không đi đâu đâu, nắng quá nó ở nhà cũ bên kia. Thế à? Ừ. Bây giờ nó cũng ăn, chưa ăn được cái gì. Nó không ăn được cái gì? Ừ, điều trị ở nhà đâu. Thì bảo là một tháng đi một lần thế, gia đình bố thì cũng, bây giờ đi thì không đi được nữa. Bữa sáng nay anh trai phải đi họp của Vinh ở Hòa Bắc. Đi họp thay cho em á? Đi họp thay, con chân có không đi được. Hôm nay tổng kết rồi phải không? Vâng, hôm nay tổng kết. Thế bác sĩ hẹn là hôm nào lại đi xuống? Hôm 13. Hôm nay là 13 à? Hôm nay mùng 10 à? 11 hay mùng 10, chủ nhật phải đi khám lại. Thế xem đấy, con đi viện đi nhá. Vâng. Đấy, may đấy, may mà đi sớm đấy, đấy không? Đi sớm mà. Nếu mà như ở trên này là cứ bị ốm là hay cúng kiết gì đấy là tùa luôn. Nó không đưa đi ấy. Cứ lấy đi viện là chắc chắn nhất. Đừng có cúng kết gì nhá, biết chưa? Đây là em cũng mua cái đơn thuốc ở đi khám ở viện, đi chụp X quang xong mà bảo là bác sĩ bảo điều trị ở viện, nhưng em bảo là mua rồi thì con viện nữa cũng không tiền gì, em về nhà lấy thuốc cấp thuốc về nhà uống mười mấy ngày, em thế nào thì phải xuống làm viện điều trị ở viện. Được rồi. Thì hôm sáng nay anh điện ấy thì bảo là anh lên thanh toán cái tiền vật liệu nốt cho anh Trung với cả tiền làm cửa nhá. Vâng, anh Trung lên không? Anh gọi anh Trung rồi. Vâng. Anh Trung đang chở vật liệu lên cho nhà nào trên này ấy, tí anh ấy vào đây luôn. Vâng. Còn tí em gọi cho anh Minh đi. Gọi thôi. Tiền cửa ấy. Tí nó số là anh Trung còn đi, anh Trung nhà em mà đi đang học tí, xong rồi đợi nó về. Ừ. Nó về thì nó đi sổ có vật liệu các thứ ấy. Anh Trung ghi cho à? Ừ, anh Trung ghi cho. Đây, ngồi đây này. Ngồi đây. Đấy, thế bây giờ lại con lại bị như thế nữa. Vất vả quá. Thế là cũng đi làm được cái gì? Đây anh bảo này. Cái tiền... tiền mà các mạnh thường quân giúp nhà em đấy nhá. Đây, anh ghi danh sách ở đây hết rồi. Và có một chị giấu tên này ở Hàn Quốc là giúp em 10 triệu này. Đấy, bây giờ tí em lấy cái gì cộng vào xem có đúng không. Bác Tâm ở Đồng Nai là giúp 1 triệu này. Có bác Tâm ở Bình Phước là giúp 2 triệu này. Anh Lương là giúp 1 triệu. Chú Hiếu ở Mỹ là gửi 4 triệu 600. Cô giấu tên ở Lâm Đồng là giúp 4 triệu 500. Đấy. Cô Chi ở Mỹ là gửi giúp nhà em là 3 triệu. Đây, tổng là 26 triệu 100 nhá. Ừ. Thì hôm trước thì anh có đưa cho em là 1 triệu tiền ăn để chuyển vật liệu, em còn nhớ không? Nhớ rồi. Ừ. Đấy là bây giờ là còn lại là 25 triệu 100 thôi. 25 triệu. Thì cái tiền vật liệu mà về sau ấy, anh có bảo anh Trung trở lên mà lúc em thiếu ấy. Lúc thiếu thì tí anh Trung... thanh toán cho anh Trung. Vâng, anh Trung nhà em là nó ghi cái số vật liệu. Thì đợi anh Trung nó đi đón, đi họp cổ mới về, anh Trung mới lấy sổ đấy làm với nó, nói chuyện với anh Trung trở vật liệu. Thế hai Trung nói mà còn bao nhiêu thì nếu bao nhiêu thì mình lấy cái số tiền để mình chi ra để cái số vật liệu đấy.
Với lại cái cửa các thứ là nếu là đủ thì cửa là 4 triệu 8 nhỉ? 4 triệu 8. Rồi. Nếu là đủ là cũng không vất vả cho vợ con mình nữa. Các anh các chị giúp em nghĩ là cũng cảm ơn quá rồi. Là mình vợ vừa đi làm gì về đây? Nè. Vừa đi làm gì về? Vợ từ nhà đi kia về. Nó phá à tao này rồi tao trò này. Phát là tao trò mà. Mua là ít trò à, vừa đây ít bó xe sống rồi. Chứ là này rồi chỉ trò ít cuộn. Thì khi nào mà hãy nhất định phá tao nhất định phá tao nhất định sẵn ghế là phá tao tao bỏ như là rất là xin sắp xếp này cho bộ phao thế rồi chúng ta đây nhất là không được phá đâu. Ở đây thì là cái đó sắp xếp đi. Sang cho tí cho tí đậu thì ba mà ư à mình gì chứ. Vợ chồng em cũng rất cảm ơn các anh các chị giúp đỡ cho gia đình em. Thế hoàn cảnh khó khăn là các chị giúp cô bác chú các bác giúp được gia đình em và em rất là cảm ơn cho các bác các anh chị. Thế cái tiền thì các mạnh thường quân giúp thì đấy anh đã ở đây anh ghi rõ như này rồi nhá. Tí chi trả xem thừa thiếu nào thì anh sẽ đưa lại cho gia đình. Vâng. Nếu là đủ thì cũng đủ cái cửa, cái vật liệu hết là em cũng rất là cảm ơn. Vì gia đình mình là chỉ là biết là con mình biết làm ăn, còn không phải nợ nần mình phải đi vay nợ vay kia thì mới lo. Nhưng mà bây giờ nếu là biết được cái này thì vợ chồng em cũng đỡ được rất là nhiều đâu vợ chồng em rồi. Rồi bây giờ hai vợ chồng cố gắng. Đấy, đấy, bây giờ con cái lại bị như thế nữa. Bị thần kia mà bị ấy là phải đi chạy thần là mất nhiều tiền lắm đấy. Không, hôm nào cũng đi luôn. Nguy hiểm lắm. Nếu là ốm một tí là sốt là phải đi luôn. Ừ. Thì cũng bảo là một tháng đi chạy thần một lần. Có điện thoại kìa, ai gọi kìa. Tin nhắn. Đấy nên là cố gắng lấy nó đi viện xem thế nào. Vâng. Chữa trị càng sớm càng tốt. Em không đi được thì chắc hôm chủ nhật là anh chú cũng phải đi. Ừ. Cái chân bây giờ không khoanh được nhỉ? Không khoanh được nữa. Cứng đơ như thế luôn à? Ừ. Đơ này trước thì nó cũng đau bình thường thôi, nhưng bây giờ nó đau nhất vào một chỗ này luôn. Không nhất chân lên được nữa. Đấy, đi thì cũng phải chống gậy cũng đi được. Chắc là phải xem thế nào thì cũng phải đi viện thôi. Đi viện là... Thế hôm trước em đi viện là bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo là em bị dây thần kinh tỏa. Đau dây thần kinh tọa. Đau dây thần kinh tọa. Đi làm được 10 ngày ở bệnh viện khi học của trường. Xong rồi cho ra viện. Về nó lại tiếp tục lại đau. Ê nhỉ. Ồ, con cái còn bé quá. Ốm đau thế này. May mà vợ khỏe mạnh đấy. Vợ mà ốm yếu nữa thôi rồi. Này. Con cái bây giờ cũng lớn rồi. Được rồi đấy, để nếu mà được thì chiều anh lên xem vừa đấy nhá, con của em ấy. Vâng. Chiều lên nhà cú xem là. Thế nó bây giờ nó nằm ở đấy à? Nằm ở nhà cú. Ai nấu cơm cho nó ăn? Chị gái nó cho nó. À chị gái đang chăm nhỉ? Vâng, đang chăm. Được rồi, thế chiều anh lên đấy. Tí nữa xem vần giả tiền vật liệu xong là anh đi. Chiều nó mát lên nhìn. Tên xem tình thế nào. Yếu là cơm không ăn được. Tiền đâu. Tiền thì cô giáo hỗ trợ cho 1 triệu đi tiền ăn. Còn trạm xá là giúp 500 nghìn nữa. Đi là bây giờ mua sữa thì nó cũng uống sữa thôi. Uống được sữa à? Ừ, uống sữa được. Như kiểu là nó trẻ con ấy là nó không ăn ngon muối là nó không ăn ăn cơm được ấy. Nó bây giờ nó phải ăn nhạt 1-2 tháng. Ăn nhạt thì nhạt quá thì nó cũng không ăn được. Một tí là nhai một tí rồi. Bảo là buồn nôn, không thích ăn. Bây giờ điều trị ở nhà là cũng bác sĩ kê đơn thuốc, mua thuốc ở cổng về nó uống thuốc điều trị ở nhà. Nếu mà có cảm thấy triệu chứng là ho này, sốt hay là bị đau đầu hay là đâu thì là phải đưa đi viện luôn. Bác sĩ dặn như thế phải không? Dặn thế mà. Và có giấy hẹn là 10 ngày, 13 ngày, 10 ngày phải đi khám một lần. Thế đợt đấy là nó sưng to. Sưng to, sưng mặt lên, sưng cả người luôn. Thế là... Như phù luôn à? Ừ, cả người luôn. Em còn đưa đi sớm ấy. Nhưng là hôm 25 tiêm, sáng hôm 25 tiêm là chiều 3 giờ 25 là em, cô giáo điện em đi đón là chiều về. Đón nhà trường về đến là đến nhà nhưng mà tối không ăn cơm, không gái, không nghỉ tí nào thôi mà em ấy, bảo là tôi vợ cố gắng không phải ngủ. Chan cả đêm, xong đến tầm khoảng 9 giờ
mới phát hiện ra. Phát hiện ra là con sưng mặt lên, sưng to lên, sưng hết cả mặt, sưng cả tay, chân tay này. Sáng bóng nhưng mà, sáng mình thắt cái bóng thì mình thấy cái mặt mình sáng, sáng sáng. Căng lên phải không? Căng lên. Xong là thôi, vợ bây giờ đưa đi lúc tối rồi. Thì phải để sáng mai sáng sớm đưa đi. Sáng sớm, gần 7 giờ là em đưa đi đến trạm. Trong trạm xá làm giấy tờ, giấy chuyển tuyến, hoặc là làm giấy tờ chuyển tuyến, em đi đưa đi bệnh viện luôn. Đưa đi viện, hoặc là đi, đi điều trị ở viện. Điều trị được 5 ngày. 5 ngày thì mới về thông báo với nhà trường. Trong nhà trường mới xuống thang. Nhà trường xuống thang xong là cũng có ở dưới huyện nó lên. Cũng có ở dưới huyện nó lên chụp hình ảnh này, vẫn lên lấy lời khai hết rồi. Sẵn cái gì. Thì bảo tiêm mục đích là tiêm phòng, nhưng mà không phải là tiêm tốt cho con, tiêm cho con có bệnh tật cả đời. Thôi hai vợ chồng cố gắng chăm nó xem nhé. Chú bác sĩ dặn nào thì cứ làm như thế. Cái này thì ai cũng không mong muốn như thế đâu. Sự cố nó xảy ra như thế rồi thì mình làm vật cha vật mẹ mình biết làm thế nào, cố gắng thôi. Còn cũng phải là tiêm mới con của mình hay với thôn mình tiêm cả cả nước thôi mà. Để trách được. Không có giáo bảo là cố gắng chăm sóc nó. Vâng, cố gắng. Con rể em sang đây à? Vâng, sang đây. Con rể sang đây bố. Dạ vâng, em chào chị nhá. Anh trai bảo là chưa làm được cái ống khóa thì giờ đun bếp ở dưới cái đen hết nhà, không đun tạm cho anh trai này. Ừ. Tí bia sang nhà em ăn được. Vâng, sang ăn cơm nữa kia. Có hỏi được cho tỏa không nhỉ? Tỏa trồng thôn á? Tùy em thôi. Gọi. Em gọi toàn thị thôn nữa, đừng gọi tỏa tích trên đi. Dạ. Không có số. Dạ. Hôm nào bảo là nó bầu đấy. Chứ nó xuống giúp em phải không tỏa? Xuống giúp em làm thức ăn đi, tỏa. Ừ. Thế bảo nó xuống. Em gọi nó xuống. Em không có số, mất số. Được rồi, để tí anh gọi cho. Mua khép về mới nhờ nó các bác lại thế. Em bảo là sang hộ làm. Mỗi tỏa đấy thôi phải không? Ừ. Tỏa đấy thôi, tỏa thị thôn đi. Hai tỏa. Ừ, hai tỏa. Còn có một tòa thì chắc là nó đi giữ ở cô bác hả? Một tòa... Em kéo vào xem cửa ra. Kín chưa? Kín rồi nhưng mà... Trước bảo là ở đây đấy. Đây nó dư 5 phân nhưng mà ở đây tầng bàn luôn. Bàn cái cửa... Cái cửa này là cân bằng cái cửa xây của mình thôi. Cái cửa này phải dư được 5 phân. Thì lúc đo đây nó bỏ dư 5 phân nhưng mà... Được rồi, kín này là được rồi, không sao đâu. Ừ. Mở ra cái dư đẹp luôn. Này rãnh nước. Xem cửa chính em nào. Cửa chính này quá là được. Hôm nào mua cái khóa về khóa vào. Được rồi. Ok rồi đấy. Còn cái này là nó kiểu là hơi cao một tí. Cái này là
hàn cái này ở đây là nó bị quét rác thôi, nó hơi khó. Ừ. Cái này đâu. Đây thì nó kéo được cái này xuống tầm khoảng 2 phân mà vừa, cái này nó lên lên trên này cao quá. Thế cái này kéo xuống tầm khoảng, cái này kéo xuống khoảng 2 phân nữa là khít ở dưới này luôn. Đấy. Nếu mà không hàn hàn này thì quét giáp thì nó này không quét ra ngoài được. Nếu không hàn cái này là nó đã bỏ ra đấy, rửa mà không sao đâu mà. Nhưng mà nó hở to quá, hở to quá, hở rắn là cái gì đấy? Không, đằng trước này làm gì có rắn. Rông ruộng thì khó đấy. Sợ bên ruộng thôi. Ruộng nó hơi bò, nó ngoái rồi. Nó bò vào bếp thì lo gì. Bò vào giường mới sợ chứ. Bò vào bếp thì nướng rồi. Ừ. Không nào bỏ ra đi, quét cho nó dễ quét. Cái này là kéo xuống một tí thôi mà. 2 phân nữa. Tắt đi. Thế như cái cửa, cái cửa sau bên kia nó để khoảng 5 phân, dư 5 phân ở tường này là quá đẹp. Mà cái cửa sau nó vừa bằng cái cửa xanh của nó. Cửa khoảng, nó dư khoảng 5 phân, cửa xây thì nó đẹp, đẹp hơn. Được rồi, thế này cũng ok rồi. Chắc chắn kín đáo là được rồi. Mà nó đang làm cái lồng ăn. Có cả thằng ông nuôi không đây à? À, hai anh em đang làm lồng ăn à? Có vừa đi nhặt hoa đu đủ về à? Vâng. Nhặt ở đâu này? Nhặt ở trên nhà chỗ vườn của em trai. Được. Tay bố con xong rồi tí. Chị tao xem lại nhé, mình sọc tay con, múc cho sọc con lại. Hồ xem gọi anh Minh xuống đi. Rồi để anh thanh toán tiền đấy. Ừ, rồi thôi. Anh Minh với lại nhưng mà đang làm gì cũng anh bố mình cũng phải đợi anh Trung nó chở hàng lên thì nó bóc hàng xong nó xuống rồi. À, Trung là chở hàng cho anh đó. Minh à? Ừ, chở phân hay sao? Ờ, rồi phân. Rồi. Thế thì em gọi Bảo luôn đi. Vâng. Bảo là xong rồi, bảo là hai người xuống đây luôn. Vâng. Chắc đang bốc hàng rồi. Đang bốc hàng. Chú ở kia này. Đấy là ngan hay là vịt đây? Ngan à? Ngan, ngan khô. Ngan bé nhỉ? Bé mà. Như con cò ấy nhỉ? Được 5 tháng rồi, ngan rồi. 5 tháng, 6 tháng rồi. Cái đàn đợt vừa rồi anh lên đấy. Cái đàn bé đấy. À. Rồi không có nước. Cái đàn của anh Trung là bé hơn. Nó còn sau 1 tháng mà nó còn to hơn. Này, bên kia. Không. Chiều lên đấy xem nhá. Ừ, chiều anh lên. Lên nhà cú xem thế nào. Chiều cả nhà lên. Cả nhà cũng làm việc lên kia hết mà. Đấy, chấm đâu sổ lò sao không? Làm chó. Làm đi rửa bên kia. Chó đây lò mà. Chó á? Chó cũng trông rồi, chó là chó đây. Nồi này đang nấu cái gì đây? Đang nấu bí. Cánh bí. Mua đấy. Ừ, được. Vậy cho tóc và phỏ cho bà hao đây. Ồ, lấy cho chị cái chảo hay cái chậu để chị cho vào luôn này. Đừng có gì em ruộng thôi. Ruộng rồi. Ruộng rồi. Xào lên à? Ồ. Vâng, xào vâng, xào. Thịt gan thì xào khô nó mới ngon. Để cho nó tại xào khô nó gì á, hãy cho cho cái hết dùng kim à. Thì cứ là cho nó cái gì mà. Chị thấy giúp lại cho chị ní. Chị. Chị dính dếp bất tì sợ lại. Xong rồi, có, chỗ cắm máy quạt rồi, khói quá.
chặt miếng to đấy chứ nhỉ? Vâng. Tháo khớp đấy. Giá miếng to nó sợ không chín. To xíu là to thế nào. Hồ bảo xào không hay là xào với cái gì đấy chị? Xào không thôi, chẳng có gì. Em tưởng là cho củ kiệu vào chứ. Thế thì cho mà. Nói em thấy hồ đi lấy hay sao? Biết là hồ lấy vào cái gì? Chị lấy về rồi. À, chị lấy về rồi. Vâng. Em chào chị nhé. Vâng. Ây chào, đang xem kênh của em à? Ờ. Đấy, fan cứng đấy. Chị này là fan cứng nha. Mai chị lại bắt đầu chị xem chị nhá. Vâng, vâng. Đấy. Nghĩa thì mai xem. Nó là không biết thì không xin tiền đâu. Chị tên là gì nhỉ? Em quên tên chị. Sung Thị Vư. Vư. Chị Vư à? Ừ, chị Vư mới được. Sung Thị Vư. Ừ. À, bộ quần áo này lần trước lên phát phải không? Ừ. Ui, đẹp thế. Đấy, cái hôm mà hôm bước lên phát quần áo cho bà con trên này. Đấy, đẹp thế rồi còn gì nữa. Đẹp đấy. Đẹp. Tạm ơi. Nhưng mà cần có sâu hơn nào, có nhớ chú bắt trò, ai có nhớ sao tổ. Phản thứng đấy. Chị vừa mua điện thoại mới à? Nó là hai đứa con trai mang về. À, con trai mang về cho à? Ờ, hai đứa con trai đi làm thuê hết. Đi làm thuê tận đâu chị? À, Bình Dương. À, đi làm công nhân à? Ừ. Đấy. Công ty đấy. Con trai đi làm còn mua điện thoại về cho chị thế là tốt rồi. Chị sinh năm bao nhiêu? Chả biết được. Không biết mình sinh năm bao nhiêu nữa à? Ừ. Ôi trời ơi. Thế con chị được mấy tuổi rồi? Bao nhiêu 21 tuổi rồi? 21 rồi. Lấy vợ lấy chồng hết chưa? Chưa. Hai con gái lấy chồng hết rồi, hai con trai chưa lấy. Hai con trai là đi làm thuê. Ừ. Hai con gái là lấy chồng hết rồi. Ừ. Nhà chị ở đoạn nào đấy nhỉ? Đoạn là hai quá cái đi bên kia này. Nhà ông quỷ xuống dưới đây. À, đi xuống đối diện cái quán của nhà bà. Ừ, nhà ông Mỹ này. Hấp. Nhà bà Mô ấy. À, rồi. Ủa, bác này, biết hai vợ nó tên rồi nhỉ. Chị này ước lên thì gặp mấy lần là chị rất là vui tính. Ừ. Chị vui tính lắm. Rồi, cảm ơn chị nhá. Vâng. Fan cứng đét đấy, xem tiếp nhá. Vâng. Đừng bỏ qua quảng cáo nha chị nhá. Vâng. Chị này vui tính lắm. Thế quần áo hôm đấy chị có được nhiều không? Nó là được máy bổ mà. Ừ, đủ mặc thôi gì? Ừ. Thế là được rồi. Ừ. Đấy, củ kiệu đây. Chế là sao rồi? Chế là sao vậy nhé? Không không? Lạ mất khổ đi. Ừ, lạ mất khổ đi, trời chạm. Nó là trẻ nát rồi này, trời chạm về đá chứ hả? Này nó cho khổ đá, trời chạm nó. Y kê sao thì cho nó trời chạm. Ừ, mà nên cho tôi chạm đau một phút ra tới chạm. Nhưng thỏa đấy là ba nữa, thì nào tôi cả gì nữa. À, tôi xảo nó được mà. Món ngan xào không nhé các bạn nhé. Chiều này sẽ ăn cơm mà. Mua ô đồ. Mua cái ô đồ đầy thì là ớ nè. Đây là thịt Nga, không phải thịt Nga. Vâng, thịt Nga mà chị mà. Chị ơi, sao nó cây. Nhưng mà ngan hơi bé nhỉ. Vâng. Ê, thì cũng mất cây. Mất cây nó. Anh Minh xuống chưa? Chưa, dân xe đang lên. À. Xe anh Trung đang lên chứ. Em chào anh. À. Mà vít một cây bên thôi, vít một cây bên này đó. Đúng đây, đảm bảo một tí. Chắc rồi mà. Thoải mái rồi, làm gì ai cậy được mà. Cái cửa chính em ấy là nó mới độc này nhiều thôi. Cái cửa sổ đấy. Cửa chính thì mua thêm khóa vào là được mà. Trung lâu đó nhỉ? Xe ô tô vừa lên rồi. Thì Trung ngồi đi học bác thì chắc bây giờ. À, xe bây giờ mới lên rồi à? Xe vừa lên á. Thế còn tí còn bốc nữa. Ừ, bốc là nó cũng có người trên đấy bốc. Tỏa vừa đi ấy. Tỏa trên đi. Tỏa vừa chở con đi vào đi nữa, tỏa đi đi. Thì tin đang chứ mà chị nó các đây bảo mấy người giúp em làm ấy, chở vật liệu này.
anh Pao anh ấy là giúp xây này, anh Trung này, mấy anh em thôi. Anh em bây giờ đi làm hết rồi, hôm nay đi họp hết. Đi làm hết, đi vào học cho trẻ con. Học phụ huynh à? Ơi! Anh Lương ơi! Xin chào. Anh đi đâu không cần điện thoại à? Nó đi học phụ huynh về à? Vâng. Điện thoại thì có lúc thì cũng dùng này. Ừ. Sao này nào có khỏe không? Ở giờ này thì ở nhà đi đồ ruộng cũng tung không mà. Bây giờ này quá. Hả? Tôi nói anh gửi đây. Ở cái nhà? Ở trên nhà ông chú kìa. Lục qua xong bây giờ tí này nấu lên lại à chị? Không nấu được. À, nhưng mà vẫn phải đun lên một tí chứ. Vâng. Ô, chị muốn nó thích ăn chứ đẹp bỏ rồi. Chị muốn là đón này bố muộn. Ta kia nó nhẹ khô lắm mua bà, ta kia nó nhẹ khô lắm chính cho các cá tùa hết đấy. Chị lừa một đẹp của bố trong phương nữa cô. Chùa tổ nó cứ cân cho đèn chúng ta. Nữa à. Có một tổ chưa nghỉ lại, cơn nó sẽ cân nhau trên nó có thể lên cân nó sẽ cân cho nhau trên hạt ế tẻ mê nó đổ. Hả? Ông tổ tổ hôn thích chàng cái tổ. Nên sao lỗi? 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 Nó tỏ nó cũng không được. Cô cho là bà đề tủ khí nhà đại lá. Hoa với lá đi đủ đấy. Ở đây thì lại xào không thôi. Đấy, xào không thôi. Thì nó đá thì à một một. À khát đấy, à tôi khát đi mẹ, còn đá bao nhiêu. Vâng. Nhiều nơi là ai xào với lòng gà nấu canh đấy, mà lần trước đi thì toàn như thế, nhưng mà các chị ở đây là ba chị bảo là cái này thì xào không thôi. Xào không thôi, làm như kiểu rau xào thôi, không cho cái gì vào. Nghe chị nhận. Hôm nay là ba chị làm bếp luôn. Sao này hai này đi là ô một bỏ đây là chị ấy là vợ anh Trung. Vâng, đây là vợ anh Trung mà. Ba chị có phải là ba chị em không? Đây là chị dâu. À đây là chị dâu nhỉ? Đây là chị gái. À chị gái của chị à? Vâng. Không phải anh gái của Trung đi. Đây là chị gái rùa của Trung ấy. À. Thế gọi chị bằng chị dâu hết. Ừ. À đâu, chị gọi bằng em dâu thôi nhỉ? Ừ, em dâu à. Còn vợ Hồ mới gọi chị bằng chị dâu. Ừ. Không phải em dâu hết đấy. Vâng, còn chị gọi chị là bác. Vâng. Ờ, theo co là bác rồi. Vâng. Nhà bác đấy. Bác cả đấy. Không phải bác cả. Bác à, con nước à? Bác thứ ba. Ừ, đây bác thứ ba rồi à? Anh Trung này lắm anh em đấy nhờ. Ừ. Chị là thứ ba à? Em á? Vâng. Em là... Ừ, đúng rồi, thứ hai đấy. Anh Trung mới thứ ba. À, ừ. Chị thứ hai. Báo nó là đầu tiên đấy. Báo nó là mới được. Có biết báo không? Không, em không biết. Không biết à? Vâng. Nên là con đi. Sao tao là nha thì... Đấy, sao chín rồi đấy. Dạ. Ừ, sao chín rồi đấy. Cho mắm muối mì chính gì chưa chị? Đúng rồi. Nó là đắng ao mà. Cái gì đây? À, nè. Canh đắng à? Ừ. Đây chị cho vào canh đắng luôn này. À, chị lại bỏ canh vào đây à? Ừ. Em cứ tưởng là chị xào không. Đấy, cứ để đây. À, thế. Nghĩ chị ua. Em tưởng là chị xào không thôi. Hóa ra chị lấy canh vào. Ừ, cho canh một tí nữa. Ngon đấy. Đây thì lượng xào. Ừ. Ngày sáng sáng nay Hồ đi mua chân lợn rồi. Vâng. Này canh tiết luôn. Ừ.
chết rồi. Em có ăn quả ớt không? Cho quả ớt vào cái kênh này. Có mà. Có ạ? À? Vâng. À. Các chị nấu nào thì nấu được mà. À thế ạ? À? Nó là hỏi đó là có ăn quả ớt không mới cho. Vâng. Ừ. Cô ngáo của tôi cho quả ớt. Tùy các chị thôi. Ừ. Sợ nó có ăn quả ớt. Còn món gì nữa nhỉ? Món củ kiệu này nữa với ớt nữa là xong rồi phải không? Dạ. Thế chị đặt cái nồi kia lên một tí nhá. Cái nồi gan với lòng kìa. Đây là làm hết trơn rồi. Vâng. Tí đặt lên bếp một tí chị ạ. Vâng. Cho nó nóng ấy. Vâng, biết rồi. Nó sôi qua tí. Thế là nấu xong xuôi hết rồi. Xong rồi. Còn đợi em Trung với cả anh Minh xuống để thanh toán cái tiền vật liệu với tiền cửa nữa là xong ăn cơm thôi. Ông Trung nó chẳng biết nó xuống chưa. Trung bây giờ đang chở hàng đi cho anh Minh ấy. Dạ. Vâng, đang bốc hàng chị ạ. Đi làm hai mâm đấy hả? Còn có trẻ con nữa. Cho các chị với trẻ con ngồi một bên. Canh này còn mà. Chắc là một mâm hai bát đấy. Còn mà. Xin chào anh Trung. Vâng. Mời đi họp phụ huynh Thay Hồ về à? Ồ, đi họp phụ huynh Thay Hồ thế. Đang đau chân không đi được. Bây giờ em đang đợi Trung với anh Minh xuống để thanh toán tiền thôi. Vâng, thế anh em. Mình bảo trước. Em bảo rồi mà. Bảo rồi. Vâng. Các chị đã nấu cơm xong hết rồi. Đang bảo điện cho anh Tỏa đấy. Máy hết rồi. Con nó là một cái thế nó này. Đó. Nó làm nó chủ nó. Không. Nó được à? Về thì không có ai. Cái giờ cái chú nước mà nó chết rồi. Tí nóng nhỉ? Trung chưa xuống hả anh? Ừ. Xuống rồi. Nhà ra à? Bạn em ở không xin chọc thử ta. Đi. Có nhà ở nó lành hơn nhỉ? Ừ. Em chào xếp Hương nha. Đại gia. Chào Hoàng Quốc Trung Vlog. Đúng tên chưa? À. Chuẩn chưa? Ui dồi ôi. Sao chuẩn được đấy, còn cua lâu. Đâu mà hồ đi, bảo cả anh Trung về đây. Đi hồ lâu con thế. Thanh toán tiền quá, lâu quá rồi. Trung sốt ruột rồi. Ngồi chờ nóng hết người. Chờ nó nguội hết rồi. Anh chở vật liệu vào đây à? Cùng không, đi cùng Trung, em trai. À. Camera man à? Đi à đi chơi rồi chị. Đi lái xe cho ông đấy xem nào. Nhà chuẩn bị xong. À. Anh biết rồi mà. Không thì đến sớm rồi. Thế em xem sổ sách em nào với anh Trung em nào. Đấy thì tiền vật liệu ấy. Anh có sổ không? Sổ của anh. Cái số mà hồng đã tiền hết kia thì anh không ghi đâu. Còn hai chuyến sau nữa thì anh ghi thử luôn nhá. Hai chuyến sau. Trước thì mẹ Trung này đã ngồi dịch vào đây này để xem này. Đấy bởi vì là trước là cái số tiền cũ ấy còn nợ lại là 3.500.000 phải không? Đấy. Xong thì
bây giờ thì nếu mà cộng cả 3.500.000 này vào ấy, cái số vật liệu vừa rồi ấy thì còn 15.270.000 nữa. Đấy. 15.270.000 à? Ừ. Còn nếu mà không cộng cái số tiền cũ này thì nguyên cái tiền vừa rồi đang trở lên thì lại trừ đi 3.500.000 này đi. Bây giờ không em mới cộng hết vào đi, cộng hết cái nào hồ chưa giả thì cộng hết vào. Cái trước là em còn nợ anh là 3.500.000. Đúng chưa anh Trung với Hồ, xem đúng không? Đúng không? Đúng cả 3 cả tất cả ở đây là ở đây hết rồi. Sắp hồ 7 cây với lại sắp vuông là sắp vuông là đây em ghi ở đây 7 cây. Cái hộp vuông tròn cái là 1 cây nữa. Ừ đúng. Thế là 25 cân bô lô đúng không? Đúng không? Tổng hết là ở đây không? 16 bao xung. Đấy em cộng hết ở đây luôn rồi mà. Đấy 8 tạ. Chỉ thế thôi mà. 8 tạ xi đây. Chỉ có sau cái đợt đấy là trở lên 2 chuyến nữa là ít rồi mà. Ít thôi. Thì anh cứ đúng không? Còn chủ yếu là anh Trung với cả Hồ ghi thôi. Bên này bên này. Tổng là 12 triệu à 15.270.000 đúng không? Rồi là giả cho Trung nhá. Thì coi như Hồ không đợi thì Trung thôi nhá. 15.270.000 thì 15.200.000 anh ạ. Ờ. Đây là 10 triệu này, em đếm trước này. Cho tiền của chú thì chú đếm. Tiền của Trung, Trung đếm nhé. Chú bỏ tiền ra cho chủ nhà đi. Không, không cần đâu. Em đếm luôn đi. Em đếm đi. Em đếm. Bây giờ là anh coi như anh giả tiền vật liệu cho Hồ mà. Là cho em luôn mà. Mười triệu đúng không? Vâng. Đây nhá, 11 này. 50 tờ. 12 này. 13. 14. 15 triệu. 200. Đây. Đấy là đủ tiền vật liệu nhá, xong xuôi nhá. Em đếm lại xem. Đủ rồi anh. Rồi. Cảm ơn anh nhé. Đấy, coi như là không nợ nần gì Trung nữa. Coi như là xong hết vật liệu rồi. Bây giờ còn tiền cửa của anh Minh là bao nhiêu nhỉ? Lần trước là 4 triệu 8 nhỉ? Đây giả tiền anh Minh nhỉ? 1 triệu này. 2. 3. 4 triệu này. Tám trăm này anh Minh đếm giúp em thôi. Đủ cho anh Minh. Dạ. Nghe xong xuôi nhá. Anh tiền cửa nhá. Trung Trung cộng tiền của em với cả của anh Minh vào là tổng bao nhiêu Trung giúp anh với? Không cái tiền trả vật liệu ấy, với cả tiền cửa ấy. Trả vật liệu cái số vật liệu vừa rồi ấy thì 15 triệu 20 triệu tròn. 200. Đúng không? Đúng không? 20 triệu. 20 triệu tròn luôn đấy. 20 triệu tròn chuẩn luôn. Thế nha Hồ nha, bây giờ là cái tiền đấy lúc đấy thì anh cũng đã thông qua rồi. Các cô bác gửi cho em đấy là được tổng là 26.100.000. Thì hôm trước anh đưa cho em 1 triệu là mua đồ ăn đúng không? Thì còn là 25.100.000. Thì bây giờ anh đưa lại cho gia đình em là 5 triệu nữa là hết nhá. Thì cái tiền này em lấy con đi cầm lại để đưa con đi viện xem kiểm tra nào nhá. Còn thừa thiếu đâu thì mua cái gì về nuôi, mua lợn lấy mua cái gì về nuôi. Tiêm đúng đây. 1 triệu này. Hôm sau đi nuôi. 2 triệu này. 3 này. 4 này. 5 triệu này. Trung đổi cho anh từ 100 đi. Tiền chắn thì không có mà tiền lẻ. Trung đây tiền lẻ.
Còn chưa nói anh vua đây. Anh chẳng có tiền lẻ. Vua tiền lẻ không lên còn chưa nói được. Bán ra tao bán chẳng vua tiền lẻ đúng không? Vua tiền lẻ. Thằng đuổi 200 thôi. Anh đuổi 200 là được mà. Không đủ từ từ 200 thôi. 100 à. Để anh đưa cho cái lẻ 100 cho cô thôi. 500 này. Đấy, ok. Đây nhá. Hồ nhá. Người đây. Em đếm lại xem đủ chưa? 5.100.000. Đủ này. Ừ, thế là xong xuôi nhá. Đấy, tiền này không được tiêu linh tinh đâu. Đưa con đi viện xem. Con bị ấy đấy, suy thận đấy. Vừa phát hiện được một tuần. Bác và chồng em giúp đỡ lúc hoàn cảnh em khó khăn. Chúng cảm ơn các cô, các bác, các chú. Lúc đó em cũng chẳng biết nói gì hơn. Em rất là cảm ơn cô chú luôn. Rồi. Ôi xong xuôi thì bây giờ anh em ngồi ăn cơm với nhau. Mời anh em cơm. Cảm ơn anh em nhé. Đấy. Em Trung là cũng vừa lập một kênh phải không? Vâng, đấy, kênh YouTube là Hoàng Quốc Trung nha. Các bác vào đăng ký cho em Trung nha. À, bây giờ anh em ăn cơm. Trung có nói gì nữa không? Thì Trung thì cũng vừa mới lập cái kênh Hoàng Quốc Trung. Cũng chờ rất là nhiều vấn đề cho anh Ước, anh Thắng, anh Kiên cả anh Vàng nữa trong thời gian qua. Thì Trung cũng rất cảm ơn các anh cũng tạo điều kiện công việc. Ok. Mong quý cô bác anh chị thì vào để ủng hộ và đăng ký kênh cho Trung. Ok, anh có hai kênh, anh đăng ký cho em hai kênh rồi. Thế à? Em cảm ơn anh nhá. Đấy, tí là anh Trung này, anh Minh này, đấy, mấy anh này đăng ký cho Trung nhá. Cho một like. Cũng là Trung, mỗi người ủng hộ một kênh. Đúng rồi. Không, em chỉ có mỗi một kênh thôi. Không, kênh chưa thì một kênh thôi. Thôi, ăn cơm đi nhờ Trung nhờ. Ngồi ăn bữa cơm với nhau. Có thế can kia là gì đấy? Nó không được có tỏ hết rồi. Bia. Bia. À cái này nước ngọt à? Cũng là bia. Đâu nước ngọt mà đây có cả nước ngọt mà. Cho ai uống uống. Đâu các chị vào ngồi ăn cơm đi, chị ơi. Vào đây con đi xem phim rồi cái gì nữa? Không xem nữa đâu, bây giờ đói rồi. Đây lùi sang bên này một tí. Con lớn. Cái chân như này. Anh chúng phải dồn sang bên này đi. Dồn ra chỗ mọi người ngồi vào dưới. Mời em tỉ cho cậu. Đấy cho nó rộng chỗ một tí. Bên kia ngồi dưới gạch thôi nhỉ. Ừ thoải mái. Để chiếu chiếu ra cho mâm tới trước. Má mẹ ở kia. Má mẹ. Cạch bà. Mấy quả kia quay ra đâu đâu đâu. Nhà Hồ này là cũng được rồi. Nhà trên rột hết rồi. Hôm trước mưa to bây giờ thành nhà ấy rồi. Như kiểu thành Vũng Châu tắm rồi ấy, ở trong nhà ấy. Mấy hôm mưa to ấy chung. Thời gian vừa rồi mưa to lắm. Trên này mưa 4 ngày. Mưa 4 ngày. Đúng tục luôn. Nhà nứt nẻ hết rồi. Trên. Nào, lời ơi, lời ơi, cơm ơi. Lời. Chị ăn ấy, chị cũng chả coi chứ. Mà nó không ăn thôi, không cơm. Không ăn. Không ăn, không cơm. Em muốn nước ngọt. Em muốn nước ngọt, tí em còn muốn nước xe. Em không muốn nước ngọt. Mọi người không biết. Đây, anh. Mọi người mới ngủ quá, mình lên nhà chú Minh xuống. Nước hả? Nước hả? Đây, ở trong. Anh Trung có uống nước ngọt rồi mà. Không có uống rượu đâu. Đây. Đồng hành cùng em à? Em cũng uống. Hồ cũng không uống rồi mà. Không, em không dám uống bởi vì em còn lái xe. Không uống. Anh còn không đồng hành được em rồi. Ba ông này là không uống rượu này, anh Minh này, Hồ này với cả anh Trung là không uống rượu đâu. Thế
thế đang bảo là đang mất vui ấy. Có mỗi anh thôi nhỉ? Mấy đơn. Mấy đơn. Mai xong rồi. 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 Mời anh em. Chúc. Mời nhá. Mời nhá anh. Nào anh Minh. Đấy bây giờ nhà cửa xong xuôi hết rồi, cố gắng làm ăn thôi. Anh ta với lại anh Trung ấy. Em làm xong cái nhà rồi chẳng có gì ăn. Ăn tạm không có gì ăn đấy không? Thôi nhá, mời các bác nhá, ăn cơm cùng gia đình em Hồ. Hôm nay là thanh toán hết xong tiền vật liệu cho em Hồ rồi. Nhẹ hết đầu rồi. Tối nay ngủ ngon rồi, phải không? Coi như là tối nào về đây là ngủ lại ngon rồi. Đau chân nữa, chậm đi là lại ngon đi khác. Đi bên kia này, ở bên kia này không sang được bên này. Cảm ơn các bác rất nhiều đấy, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Cảm ơn các bác đã hỗ trợ em Hồ làm được cái nhà kiên cố này, chắc chắn này là được rồi. Dùng đi Trung ơi. Em tự nhiên. Nhiên đăng. Đúng không? Cánh hay cổng hay chân thế đầu. Đây gắp cho Trung miếng này. À thì em cảm ơn nhá. Em cứ tự gắp được mà. Em tự nhiên đi. Thế thôi. Cảm ước để quan tâm đến em quá. Chúc kênh Hoàng Quốc Trung phát triển nhá. Hôm nay anh đi làm cameraman cho. Ôi, em phải đi học hỏi các anh rất là nhiều. Học hỏi gì? Mình cứ quay thực tế hoàn cảnh bà con thôi, không có gì đâu. Có gì nói đấy thôi. Cố gắng. Cho chén à. Thì quá thì nói cho